một câu chuyện tình yêu cảm lạnh mà 2 năm qua chưa ai kể cho bạn về cặp đôi, nhưng người của 2 thế giới khác nhau. Trong khi Hạng Hào Đình là một người hướng ngoại, lúc nào cũng nồng cháy đầy nhiệt huyết khiến người khác không thể phớt lờ, thì Vu Hy Cố lại được ví như nước, học siêu giỏi, chúa tể chăm học nhưng lại không màu, không bị khiến người khác lỡ quên mất sự tồn tại của cậu. Tưởng chừng như hai con người này sẽ chẳng bao giờ va vào nhau, thì lại vì một cô gái tên Lý Tư Dư mà có va chạm đầu tiên. Hạng Hào Đình cũng không biết bản thân bị làm sao, cậu ta cứ muốn trông thấy Vu Hy Cố tức giận một lần, muốn thấy một Vu Hy Cố kích động chứ không phải là một Vu Hy Cố luôn lạnh nhạt, lãnh đạm như một vũng nước chết. Thế nên Hạng Hào Đình đã nghĩ cách muốn khiêu khích cảm xúc của đối phương và làm ra rất nhiều chuyện ấu trĩ, tất chỉ vì muốn trông thấy nụ cười của Vu Hy Cố. Lúc này Hạng Hào Đình mới phát hiện ra tình cảm thật sự của mình, nói chung là một bộ phim thanh xuân vườn trường vì gái mà uýnh nhau sau đó, uýnh lên tận trên giường. Điều gì sẽ xảy ra khi hai thế giới của họ va chạm? Và tình yêu có thể là chất xúc tác giúp mang hai học sinh khó tin này đến với nhau. Vậy thì hãy cùng đón xem tập phim hôm nay để biết câu trả lời nhé. Ngày đầu tuần bắt đầu bằng tiết mục trả điểm. U là trời lần đầu tiên trong cuộc đời Hào Đình được những 13 điểm. Bình thường toàn dưới 10 nên cậu ta có hơi bỡ ngỡ. Đã thế sinh ra là quái vật văn học, kẻ hủy diệt ngôn từ, chiến thần chơi chữ nên chọc ông giáo câu nào là lớp cười câu đó, còn ông giáo thì sôi máu suýt lên cơn tăng sông. Ông giáo đuổi cậu ra ngoài mà thanh niên chạy ra thật, làm hội anh em nhào ra cửa sổ cổ vũ quá trời quá đất. Tới giờ ra chơi, hội anh em diễn lại cảnh ông giáo sôi máu cho Hào Đình xem, ta nói nó cười mệt ẻ, nhận được tin nhắn của người yêu, Hào Đình bấm nút tới chỗ nàng thơ. Cô biết cậu trốn tiết trèo ra ngoài bị thương, nên gọi anh ra bôi cao bạch hổ còn được gọi là dầu con hổ cho vết thương bớt sưng tấy. Tự dưng họa mi thèm hót nên khúc sau đó chúng ta nên nhắm mắt cảm nhận, đang cao trào thì Vu Hy Cố nhỡ tay phá đám. Bị lộ vị trí nên đôi bạn trẻ kéo nhau qua chỗ khác, Vu Hy Cố thường nhịn ăn để tiết kiệm tiền lên y tế tưởng như cơm bữa. May có thầy y tế quan tâm chăm sóc nên mới bảo toàn được tính mạng cho cậu. Tới tối, Hào Đình dùng sờ kiêu ngôn ngữ của mình ra năn nỉ ôi xin mẹ tiền mua máy chơi game, ai dè bị bố nghe thấy nên ăn mắng không trượt phát nào. Ông đồng ý cho tiền tiêu vặt, nhưng với điều kiện kỳ thi nào cũng phải qua như hồi cậu còn học cấp 2 và đạt top 3 trong trường. Thanh niên thà chịu chết chứ không chịu thi lại chơi nhây bịt tai lại, anh bố rút tông lào thần trưởng đuổi khắp nhà. Hai mẹ con quá quen với cảnh bố con nhà này, 3 tiếng cãi nhau một lần nên toàn bơ đi mà sống. Một ngày nữa lại tới bên đời, tự dưng hôm nay cô người yêu Tư Dư của Hào Đình lại bám theo Hy Cố, đòi anh dạy kèm mình môn toán. Vốn là thanh viên của hội người già hướng nội luôn hướng về tổ quốc, nên cậu ta từ chối, khổ nỗi cô nàng nhất quyết bám theo lỡ chân vấp ngã nhào vào lòng trai. Cảnh này bị hảo anh em của Hào Đình trông thấy, gặp chuyện bất bình cáp màn hình gửi bạn, mà lúc cậu kể cả đám không một ai tin cứ phải để nổ ảnh ra, thì mới chịu để ý đến. Hào Đình vẫn tỉnh bơ có niềm tin mãnh liệt vào người yêu sẽ không cắm sừng mình, nên cóc quan tâm, ăn no cái bụng rồi lên phòng y tế tìm chỗ ngủ. Vô tình thanh niên trông thấy Hy Cố nằm bất tỉnh nhân sự ở đó, ghi hận vụ lần trước cậu ta phá hỏng chuyện của mình. Hào Đình với lấy cái bút đỏ định làm chút âm mưu đen tối, ai mà ngờ anh thầy đi vào lôi cổ cậu ra ngoài. Dạo gần đây Hào Đình bỏ bê người yêu chạy theo mẹ làm chân sai vặt hết 2 tuần, vì số tiền mua máy chơi game. Anh bố chỉ muốn thằng con mình áp cái tinh thần này vào việc học, thì 10 cái máy ông còn mua cho được nói gì một cái. Gia đình đang ấm êm thì cuộc gọi tử thần reo lên, là ông giáo gọi, tới cho anh bố báo cáo rõ thành tích 2 tuần liên tục cúp học 3 ngày. Một lần nữa dép tông thần sầu lại được áp dụng, tức mà không làm gì được thằng con trời đánh. Những ngày sau đó, Tư Dư tiếp tục chiến dịch tiếp cận mọt sách của trường, giả vờ đưa nước lúc học thể dục rồi thì nhờ trai giúp mình khiêng đồ, ra chơi sẽ chạy sang hỏi bài, mượn được cái áo khoác liền đem chụp 1000 bức ảnh selfie úp Facebook. Ảnh vừa đăng lên một cái là Hy Cố bị các chiến thần nhà Hào Đình gọi tên. Hy Cố cảm thấy mình không cướp người yêu của ai cả, hạ en tính nóng như kem nhào tới, may là đám bạn kéo cậu rời đi. Hy Cố bị một trưởng vào bụng ỉu xìu quay về lớp, vì vắng mặt nửa tiết bị ghi sổ đầu bài, nên cuối giờ cậu năn nỉ ôi ông giáo tha cho mình lần này. Nếu có tên trong danh sách bỏ tiết thì học bổng với Hy Cố coi như bỏ, thấy cũng tội nhưng ông giáo không thể bỏ qua nếu Hy Cố không nói rõ lý do vào muộn. Cứ thế hội anh em có phúc cùng hưởng nhà Hào Đình, may mắn nhận một vé đi quét sân trường một tuần. Thanh niên đầu đàn không làm gì nhưng cũng tình nguyện giúp anh em một tay, còn hứa bao cả đám ăn bít Tết nguyên tuần cho có sức chịu phạt. Vừa bị bồ đá, vừa bị phạt, hôm sau Hào Đình hẹn Hy Cố tan học gặp cổng trường. Cậu nhắc mấy thằng chí cốt chuyện này để mình tự giải quyết, như hai thằng đàn ông đích thực nên đừng chen vào. Dạo gần đây nghe giang hồ đồn Tôn Bác có cờ rút ở phòng tập nên hội anh em bẻ lái sang hỏi thăm, mà cậu ta không bật mí bí mật. Đến giờ hẹn, Hào Đình đứng chờ cả tiếng đồng hồ không thấy Hy Cố đâu, cay cú bị cho leo cây. Thanh niên phi ngay lên lớp mà có mỗi ông giáo đang với hội anh em phụ đạo. Lúc này Hy Cố đang ở quán làm thêm hồn vắt vẻo trên cành cây, Chí Cương đi vào nhìn cái là biết cậu lại nhịn ăn 2 bữa gộp 1 nên đưa cậu cái bánh, rồi cho cậu về sớm ôn bài. Chí Cương coi Hy Cố như em trai nên chăm sóc hết mình,
Trùng hợp thế nào người Tôn Bác Mê lại là Chí Cương mà vô tình hơn nữa? Cậu trông thấy cảnh Cờ rút khoác áo cho Hy Cố. Cay cú, hôm sau cậu ta tìm Hy Cố hỏi rõ mối quan hệ giữa hai người, làm nhẹ Hy Cố không nói nên dùng biện pháp mạnh đè ta vào tường. Hy Cố đôi vai gầy không vác nổi thùng Tiger, nên chẳng thoát ra được cánh tay lực điền của Tôn Bác. Cũng may có anh thầy thể dục trông thấy nên giúp Hy Cố giải vây, vào tới lớp thì lại thấy chỗ ngồi của mình bay màu chả biết đi đâu mất. Có cậu bạn nói lại tại vì Hy Cố mùng kèo với Hào Đình, cho nên lấy bàn ghế của cậu đi làm con tin rồi. Thế là Hy Cố lại phải vác xác chạy ra chỗ cầu thang, Hào Đình sâu hàng loạt ảnh của người yêu, và Hy Cố ở cạnh nhau bắt cậu giải thích rồi nói lời xin lỗi. Nghe Hy Cố nói mình không sai không phải nói, Hào Đình máu dồn lên não thượng cẳng tay túm cổ cậu ta, vừa hay bác bảo vệ đi ngang qua vội ngăn Hào Đình, lại lôi anh lên phòng hội đồng uống nước chè. Hy Cố quay về lớp, té ra là Tư Dư gọi bác bảo vệ tới, cảm thấy mình đã có quá đủ phiền phức và hiểu lầm. Hy Cố nhờ Tư Dư tránh xa mình ra một chút. Hôm sau đi học, bàn của Hy Cố đã về chỗ cũ, hội anh em của Hào Đình không thích điều này chút nào. Hào Đình nói với họ việc tên mọt sách cứ để anh cân, kiểu gì cũng có cách chọc cậu ta sôi máu. Ăn trưa xong cả đám đi về lớp thì Tư Dư từ đâu chui ra, ba chiến thần biết điều rút trước nhưng tại tò mò nên rút vào sau bụi cỏ hóng hớt. Cô nàng bị Hy Cố từ chối thẳng thừng nên quay về dỗ ngọt Hào Đình. Nói chung là thanh niên này lý trí thì cũng có đấy nhưng gái thơm má thì vẫn không chịu được. Tới tối, Tôn Bác mặt đầy lo lắng gửi tín hiệu SOS tới Hào Đình, nhờ anh giúp mình gửi lời xin lỗi cho Chí Cương. Chuyện là hôm trước cậu ta không tém được mình nên đã cưỡng hôn anh rồi bị đẩy ra. Hào Đình nghe xong có hơi sốc giật gân nhưng nhìn mặt cậu ta thật sự rất nghiêm túc, tại vì bấy lâu nay Hào Đình cứ nghĩ cậu tới phòng gym là để ngắm body bốc lửa của cô em nào đó. Dù thế nào thì Hào Đình luôn ủng hộ anh em của mình, chỉ là muốn đi xin lỗi phải tự thân vận động mới có thành ý, ai đời lại nhờ người khác bao giờ. Anh làm công tác tư tưởng cho Tôn Bác, hồi lâu cậu trai mới lấy đủ dũng khí nhào vào quán, vừa xin lỗi vừa công khai nói thích Chí Cương, 10 điểm cho thanh niên nhưng lại bị đuổi về không thương tiếc. Một ngày nữa lại tới, Hào Đình bắt đầu phi vụ nằm vùng theo dõi Hy Cố lên kế hoạch tác chiến chọc giận cậu ta. Anh cố ý đi ngang qua lớp Hy Cố, mà khổ nỗi đẹp trai quá nên vừa ló cái mặt đã làm hội chị em nhao nhao, hạ đắc tưởng anh qua tìm mình mà không phải. Biết hôm nào Hy Cố cũng sẽ là người cuối cùng rời lớp, nên thanh niên đứng chờ rồi lén theo chân mò về nhà cậu ta. Hy Cố vừa về tới đã lên đèn ngồi vào bàn học, làm bài tập rồi ăn tối, kết hợp hai trong một, có cái bánh bao mà vừa là bữa tối vừa là bữa sáng hôm sau, nốc thêm bình nước nữa là no nguyên ngày. Đã vội đi thi thì chớ chả hiểu sao cửa lại không mở được, té ra là Hào Đình ở ngoài giữ cửa chọc cậu. Hy Cố dùng hết sức mình kéo nhưng không được, vừa mở được ra là cậu cong mông căng giò lên chạy cho kịp giờ vào phòng thi. Vượt qua 9981 ải mới đến nhưng ông giáo không cho Hy Cố vào phòng vì muộn giờ. Hào Đình đứng ngoài nghe thấy mà cười hả hê, kế hoạch thành công mỹ mãn. 3 năm qua đây là lần đầu tiên Hy Cố đến muộn ngày thi, cậu khổ sở quỳ xuống xin thầy giúp mình lần này nhưng không được. Đã dối thì chớ, Hào Đình còn khịa một câu, Hy Cố không một động tác thừa táng Hào Đình một phát rõ đau, không vào được phòng thi, ước mơ vươn tới học bổng của Hy Cố vỡ vụn. Phía bên kia, Hào Đình ăn táng xong như cái xác lạc hồn. Các chiến thần phục anh sát đất bởi chiêu này quá khét, ngoại trừ Hạ Đắc ra, với Hy Cố điểm số và thành tích rất quan trọng. Vì chuyện này, Hào Đình cứ thấy day dứt không thôi, cả đêm trằn trọc không ngủ được, cậu cứ nhớ tới giọt nước mắt của Hy Cố là khó chịu. Thế nên hôm sau, thanh niên định qua xin lỗi mà gọi Hy Cố chẳng thưa, anh cứ đi theo cậu ta, nhờ có vậy mà cứu được Hy Cố một mạng khỏi con xe đang lao tới. Đến lúc ở cạnh rồi Hào Đình lạ lắm, không dám nói xin lỗi mà một mạch chạy vụt đi. Hy Cố tới cửa hàng làm việc, lần trước cậu nhờ Chí Cương giúp mình tìm việc phát tham lương cao, anh đã tìm được cho cậu một chỗ khá là ổn áp nhưng là ở quán bar, tan ca lúc 3 giờ sáng nên anh khuyên Hy Cố, chỉ nên làm lúc cuối tuần để không ảnh hưởng tới học tập. Ngày nào Tôn Bác cũng đứng ngoài cửa hàng ngắm trộm Chí Cương, bất ngờ hôm nay cậu bắt gặp cảnh sốc giật não, một anh chàng tới đón Chí Cương còn ôm ấp cười đùa vui vẻ. Thanh niên lấy ngựa chiến vụt chân ga tốc độ bàn thờ đuổi theo hai người họ, nhưng không kịp, ngoài trời lại mưa như tát vào mặt. Tôn Bác chơi lớn gọi thẳng cho Chí Cương bắt anh xuống xe, mới đầu Chí Cương cười nhẹ, thấy cậu nhóc nghiêm túc quá, anh đành xuống nhưng không quay lại chỗ cậu ta. Hôm sau lên lớp, thấy mặt Tôn Bác như đưa đám là Hào Đình hiểu lại có biến liền, cách hết buồn nhanh nhất là bỏ đồ ăn vào mồm, nên hội anh em order cái pizza to ủỉnh dỗ ngọt thằng nhỏ. Thấy Hy Cố đi ngang qua, Hào Đình chạy theo lên phòng y tế, chờ hoài chờ mãi không thấy cậu ta đi ra nên anh mạnh dạn vào xem thử, té ra là Hy Cố đang ngủ, nằm say giấc mà tay vẫn cầm bút vở. Bỗng dưng Hy Cố bị tỉnh giấc ngồi dậy, ánh mắt ta chạm nhau làm Hào Đình lên cơn đau tim vội bấm nút té. Chờ tới khi tan học, Hy Cố nói chuyện riêng với Hạ Đắc hỏi cậu xem rốt cuộc mình phải làm gì thì Hào Đình mới buông tha vì kỳ thi thứ hai lại sắp tới. Hạ Đắc gửi lại lời tới Hào Đình, cậu cả khai thật mình có làm gì đâu, chỉ đi theo cậu ta hơi nhiều thôi. Có mỗi Tôn Bác hiểu Hào Đình làm như thế là vì cậu hối hận muốn xin lỗi Hy Cố, nhưng không dám. Cũng chỉ có mỗi khi đi cùng Tôn Bác,
là Hào Đình mới tâm sự tuổi hồng một cách vô tư. Dạo gần đây Hào Đình cứ thấy bị mê vẻ đẹp của Hy Cố, mỗi lần gặp là tim anh cứ như chuẩn bị nhảy ra ngoài. Mới đầu thì Hào Đình chỉ muốn chọc tức trả thù cho anh em, nhưng tới khi thấy Hy Cố khóc, anh lại cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, nói chung là đáng yêu không rời mắt được. Tôn Bác chốt câu xanh dờn, chắc chắn Hào Đình đã bị bẻ cong như mình, nói trắng ra là thích Hy Cố rồi. Được thông não, Hào Đình một mạch tới chờ Hy Cố, dưới nhà xác nhận xem có phải mình mê trai thật không. Tại vì hồi trước mê Tư Dư, có sờ mó rồi nấm nhỏ trỗi dậy nên thanh niên áp dụng cách này lên Hy Cố. Đúng là chạm mặt một cái mà tim đập thình thịch, Hào Đình hớn hở cúi người chào, rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của Hy Cố. Hôm sau đến giờ ăn trưa, Hào Đình biết thừa kiểu gì Cố cute của cậu cũng sẽ lên phòng y tế ngủ thay ăn cơm nên thanh niên nằm vùng sẵn ở đó. Chờ hoài chờ mãi mới thấy Hy Cố đến, thanh niên hí hửng nói to mình muốn theo đuổi Hy Cố, nhưng lại bị hiểu nhầm là trêu đùa tình cảm, nói nhiều mất giá trị, Hào Đình để lại túi đồ ăn rồi rời đi. Thanh niên chạy ngay tới chỗ Tôn Bác, tham khảo ý kiến người thân phải làm như thế nào để cớ giúp tin mình một chút, để ý mình một chút. Dối quá lỡ thốt ra luôn chuyện của Tôn Bác làm lũ bạn phía sau hơi ngơ ngác, Tôn Bác lúc này chỉ muốn đội quần lên đầu ngại quá bỏ đi luôn. Hào Đình chạy theo xin lỗi ríu rít, anh không có cố tình mà anh chỉ cố ý thôi, anh xin bí kíp phóng điện của Tôn Bác dùng. Sau một hồi được thằng bạn bật mí bí mật, Hào Đình như được trở về thời kỳ khai sáng, giác ngộ ra chân lý tình yêu, phải cố gắng nỗ lực. Ở một diễn biến khác, Hy Cố là một con người đói cho sạch rách cho 5 triệu, nên cậu cầm hộp cơm quay về lớp nhờ Hạ Đắc, trả lại cho Hào Đình, thôi thì được nhờ nên Hạ Đắc cũng cầm qua bên kia trả. Thấy thế, Hào Đình có chút hơi hụt hẫng. Phía bên kia, Tôn Bác nghe giang hồ đồn Chí Cương bị thương trong lúc luyện tập nên vội tạt qua quán thăm anh, thằng nhỏ lấy hết dũng khí tỏ tình, ý là muốn bên anh mãi mãi. Chí Cương chỉ bật cười nói với cậu là một tấm chiếu mới nên mới có suy nghĩ đó, rồi một ngày khi cậu lớn lên, va đập vào đời, cậu sẽ nhận ra trên đời này không có gì mãi mãi cả. Nói cho lắm, văn cho cố cũng chỉ là không nhận lời, Tôn Bác nghe xong mà chết nhiều chút trong tim. Tới tối, Hào Đình lại kiên trì chiến dịch theo đuổi Hy Cố, ngày nào cậu ấy cũng ở lại học thêm, cả ngày lại chẳng ăn gì ngoài cái bánh bao chay khô không khóc, như bờ môi thị nở lên anh đem cơm tới. Hy Cố vẫn có niềm tin lung lay sẽ không có chuyện mình. Và Hào Đình trở thành một cặp, mặc kệ anh có làm gì, Hy Cố cũng không động đũa, cũng cóc thèm để ý dù chỉ một chút. Cứ phải để Hào Đình dùng biện pháp mạnh dùng sức nặng 60 cân mỡ của mình, đè ra bàn, hoặc là một nụ hôn kiểu Pháp nồng con nhà bà cháy hoặc là ăn cơm. Bất lực toàn tập, Hy Cố chỉ có thể ngồi ăn ngoan ngoãn, hóc cơm no nê, Hào Đình lại bám đuôi theo Hy Cố về tận nhà. Hào Đình định là đứng một lát rồi mới về, ai dè bắt gặp Hy Cố thay đồ tới quán bar làm thêm, anh đi theo, vào trong thấy có ông chú khoác vai cớ giúp liền nhào tới xanh chín với ông chú. Đẩy ra được anh liền kéo Hy Cố ra ngoài, vì trượt học bổng nên Hy Cố thực sự rất cần tiền để đóng học phí kỳ sau, cậu quỳ xuống cầu xin Hào Đình buông tha cho mình. Nghe được những lời đó, thật sự Hào Đình buồn thúi cả ruột, vịnh tình thấy ông anh mình ngồi như mất sổ đỏ ngoài đường, nên từ thiện ra an ủi sốc lại tinh thần giúp anh, nhà có cô em gái thật là đáng đồng tiền bát gạo. Hôm sau, Hào Đình hẹn Tư Dư ra ngoài, anh nghiêm túc nói lời chia tay, anh cũng không ngại nói lý do là bởi mình đã thích người khác. Hội những người hướng ngoại bị thất tình gặp nhau ngoài công viên, chắc tại vì là hảo chí cốt nên chuyện tình cảm nó mới như nhau, đều bị cờ rút từ chối. Thấy Tôn Bác đau khổ vì mối tình đơn phương hơn một năm, Hào Đình mạnh dạn giúp cậu một tay, nói rồi anh chạy tới quán tìm Chí Cương. Tôn Bác vội đi theo ngăn anh lại. Hai đứa đấu võ mồm nhiệt tình hơn cả nhiệt độ nên bị Chí Cương thét cho một trận. Anh lôi Tôn Bác ra ngoài nói chuyện riêng, nghe Hào Đình nói Tôn Bác là trai tân 18 mùa hoa mai chưa từng cùng ai lọ mọ, nên cậu sẽ không hiểu được tâm trạng của người trải qua ba mối tình đổ vỡ và đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Nói ra những lời này thật không dễ dàng nhưng có thế mới làm Tôn Bác từ bỏ. Chỉ là thanh niên này lì lắm, cậu vẫn một mực theo đuổi anh, tinh thần mãnh liệt này làm Chí Cương lung lay, mở lòng thêm lần nữa. Hai anh thì vui vẻ rồi, còn mỗi Hào Đình chưa cua được Hy Cố. Hôm nay là lần đầu tiên anh được Hy Cố cho lên nhà, trong căn phòng nhỏ bé toàn là giấy tờ tài liệu học tập. Hào Đình giải thích mọi chuyện từ khi phá hỏng chuyện thi cử của cậu, thật sự anh rất hối hận, luôn muốn xin lỗi. Hơn hết, tình cảm của mình với Hy Cố là thật, để thêm phần đáng tin, thanh niên cúi người buộc mỏ vào Hy Cố. Lần đầu tiên được trai tỏ tình làm Hy Cố có hơi bỡ ngỡ, Hào Đình cũng như thế, rời khỏi đó mà tim đập thình thịch suýt thì đeo cả máy trợ thở, nhưng đổi lại anh rất vui. Hôm sau lên lớp, Hy Cố đã thấy trên bàn nào là bánh bao, trà sữa các thứ đồ, nghĩ lại những gì Hào Đình làm với mình mà không biết phải làm sao. Tới giờ ra chơi, Hào Đình xách theo đồ ăn qua tìm Hy Cố làm mọi người được phen há hốc, vì nam thần của trường lại rủ mọt sách ăn chung. Hy Cố ngại gần chết chạy ra ngoài, hai anh ra ban công họp kín, mặt Hy Cố như sắp phóng lửa đến nơi. Hào Đình đánh vào tâm lý ôn thi, gạ gẫm mòn hết cả cuống họng, dùng hết mọi cách, Hy Cố mới chịu cười cầm lấy hộp cơm. Bước đầu thành công, Hào Đình hí hứng chạy qua khoai Tôn Bác, mồm miệng cười như con thần kinh trốn chạy.
thanh niên bắt tôn bác, phải đi moi thông tin từ Chí Cương xem Hy Cố nhà anh thích gì ghét gì, nói chung là tất tần tật liên quan đến cậu. Hôm sau lúc chơi bóng, hội anh em cứ đá mắt qua lại, mãi mới nói ra được là cả ba đều sẽ ủng hộ tôn bác theo đuổi tình yêu. Tới khúc biết Hào Đình cũng đang theo đuổi mọt sách của trường, thì hơi sốc giật não nhưng dù thế nào thì vẫn mãi là anh em. Hào Đình hăm hở háo hức chạy qua tìm cô bạn thân của Tư Dư vì con bé này, hâm mộ Hy Cố nên có rất nhiều ảnh của cậu ấy. Thanh niên năn nỉ, ôi cô cho mình số ảnh đó mà nàng đẹp chứ đâu có ngu, dại gì bán đứng idol, cứ phải để Hào Đình khai thật mình đang theo đuổi Hy Cố, cô mới gật đầu chuyển nhượng lại kho báu ảnh. Đến tối, thanh niên phải cắn răng chịu đựng ăn bát cơm chó to ủng để hỏi Chí Cương về chuyện của Hy Cố. Từ chỗ anh, hai đứa biết được từ nhỏ Hy Cố đã sống với cô vì ba mẹ không còn. Sau khi cô ấy có gia đình, Hy Cố không muốn làm phiền cô mình nên mới liều mạng học thi giành học bổng. Không những thế, để tự nuôi mình, cậu ấy vừa học vừa làm ở tiệm bánh của Chí Cương. Cậu ấy luôn muốn thi được vào một trường đại học tốt. Hy Cố là một người hiền lành, hướng nội ít nói, quan trọng là chưa yêu đương bao giờ, anh cảm thấy Hào Đình không hợp với Hy Cố, giống với hủy hoại nhau hơn. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, mà chỉ vì trò đùa của Hào Đình đã khiến cậu trượt học bổng phải làm thêm, ở quán bar mới kiếm đủ số tiền học phí còn thiếu. Nghe tới đây, Hào Đình hơi nóng máy bật lại Chí Cương rồi bỏ về, Tôn Bác cũng thấy Chí Cương có chút nặng lời nên đuổi theo thằng bạn. Hào Đình tuy là hụt tâm trạng nhưng vẫn đứng chờ Hy Cố để đưa cậu về. Thấy anh mặt nặng mày nhẹ, Hy Cố chọc cười vài câu mà cái thanh niên này cứ được voi đòi đi Thái Lan muốn được hôn cái mới chịu. Một ngày đẹp trời, Hy Cố đang ngồi học bài chăm chỉ thì bác bảo vệ tới nhắc cậu lên phòng hội đồng vì có người mách vụ Hy Cố tới quán bar. Cái tên đó còn ghi tên Hào Đình vào sau bức ảnh tố cáo. Hy Cố bị hỏi đến câm nín đang không biết phải làm sao thì Hào Đình tới nhận là mình ghép ảnh của Hy Cố đang chơi chứ không phải Hy Cố tới quán bar. Giải vây được cho cờ rớt nhưng Hào Đình bị gọi phụ huynh lên trường. Anh bố đã tức thì chớ thanh niên còn chơi nhây chọc ông xuôi cả tiết. Vì chuyện này khá lớn nên thanh niên bị ghi tội vào học bạ, thêm 5 ngày đình chỉ học. Không biết thằng nào chơi ác thế hại Đình một ván cay cú. Tôn Bác sợ Hy Cố hiểu lầm nên tới giải thích chuyện này chắc chắn không phải Hào Đình làm ra. Ở một diễn biến khác, Tư Dư biết người yêu cũ mình một khi ghét ai sẽ thẳng tay xử lý, chứ không làm ba cái chuyện như thế này. Cô hỏi Mỹ Phương ngoài Hào Đình ra còn đưa tấm ảnh đó cho ai không? Nghĩ tới nghĩ lui thì còn có Đình An, hôm trước có xin nó. Quả đúng là cậu ta ghép ảnh rồi bắt chước chữ ký của Hào Đình gửi lên giám thị, làm như thế để trả thù cho Tư Dư, mà lý do sâu hơn nữa là cậu ta mê cô. Cảm thấy có lỗi nên Tư Dư hẹn Hào Đình ra ngoài xin lỗi anh, cô cũng định nói cho thầy giám thị nhưng Hào Đình ngăn lại vì sợ chuyện Hy Cố làm thêm ở quán bar sẽ bung bét hết. Tự dưng tòi lòi ra việc mình bị đá là vì Hy Cố, Tư Dư có chút không tin nổi nhưng dù sao cũng đã nghỉ chơi với nhau rồi. Lúc Hào Đình quay về đã thấy Hy Cố đứng trước cửa nhà. Thanh niên mạnh dạn mời cờ rút lên phòng chơi, thấy Hy Cố lo lắng cho mình, thanh niên được nước lấn tới, thu nhỏ khoảng cách xích lại gần nhau. Anh biết thừa là Hy Cố cũng thích mình vì trong số 132 tấm ảnh Mỹ Phương gửi cho, có những 2 tấm chụp được Hy Cố đang nhìn anh. Thật ra thì lúc đấy Hy Cố chỉ tò mò về đối thủ nặng ký thôi vì năm đó, thành tích của Hào Đình xếp thứ 2, chỉ sau cậu 4 điểm. Thế mà những kỳ thi sau đấy Hào Đình cũng lại xếp thứ 2, nhưng từ dưới lên nên Hy Cố mới bắt đầu để ý. Khi đó cậu rất ngưỡng mộ Hào Đình có thể tự do làm mọi thứ, thích gì làm đấy bị ghi lỗi vẫn cười vô tư, điều mà Hy Cố muốn được, nhưng cậu không thể vì sợ sẽ trở thành gánh nặng cho cô mình. Nói đến đây Hy Cố bật khóc, Hào Đình xót hết cả người mạnh dạn ôm lấy cậu từ phía sau, ta nói nó ngọt xỉu ấp xỉu đao. Hôm sau, Hào Đình đem bữa sáng qua tìm Hy Cố từ sớm, với lại anh muốn kỳ thi cuối kỳ sẽ thi tốt hơn một chút để ba bớt giận, nên năn nỉ Hy Cố giúp vớt phát điểm số của mình. Tới giờ nên đứa thì đi học đưa quay về nhà, dạo gần đây Hào Đình yêu đời, còn giúp mẹ làm việc nhà khiến ông bà già hơi ngỡ ngàng. Đến giờ hẹn còn hí hửng thay quần áo xịt nước hoa các thứ, đích thân Ngọc Ngà ra mở cửa, chào người lớn xong dắt nhau lên phòng, gọi con nhà người ta lên dạy kèm mà học thì ít chụp ảnh thì nhiều. Chị mẹ mang lên cho bọn nhỏ chút đồ ăn, có thực mới vực được đạo, bà vui vẻ mời Hy Cố ở lại ăn cơm, mới ngồi còn chưa ấm mông đã bị cậu con trai đuổi khéo ra ngoài. Tới khuya, Hào Đình ngồi chờ bên ngoài quán bar đón Hy Cố, mới đó Giáng sinh đã tới, anh còn chuẩn bị cả quà cho cậu, tặng được quà cho cờ rút mà tim như nhảy đon trẻ trong lồng ngực. Bình thường làm việc xong Hy Cố sẽ ngồi ở cửa hàng tiện lợi chờ trời sáng, rồi đi học luôn, nghe mà mệt hộ nên Hào Đình rủ cậu đi cháy phố nẹt bô bốc đầu. Tập phim hôm nay đến đây là hết mất tiêu rồi, liệu rằng hai cậu trai của chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu bá cháy bọ chét này như thế nào? Hãy cùng chờ đón ở video sau nhé! Còn bây giờ thì đừng để trắng nú like, cũng như đá vào ô đăng ký nhỏ nhỏ xinh xinh để ủn mông mình thêm nữa nhé! Hẹn gặp lại!